ra suốt mới chạy vào thôi, lại thêm hiệu ứng của thằng mấy thằng thiếm trượng nữa, các thứ nữa. Và ra phá, yêu cổ phá, nó phá cái một luôn chứ. Chứ có ra gì ra anh em ra ra suốt cái rồi, bây giờ ông muốn chạy ra sâu đúng không? Chạy ra sâu phải chạy thẳng lên trên. Chạy ra sâu thì chạy thẳng lên trên, đừng đừng có một đánh 10 không lại đâu. Xem 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 xem. Ông có sen máu tự sen đi. Đó, đợi đợi tôi sen đúng nửa ngày á. Ừ, được 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 được, đang xem. Ra ra ra. Sút 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 sút. Thì để tôi lại để tôi chết con cái bị đạn. Đâu đây tôi đây tôi ơi, chết chết đam trời ơi, gần chết. Chết con ngay bị đạn. Chết ngay bị đạn đúng rồi. Chết ngay bị đạn. Chết rồi. Ui, ui, con bot kia nó quật tôi một cái, chết ông ơi. Chúng ta mình đã. Chết. Tôi vào rồi, tôi vào rồi. Tôi mất đi một vàng luôn rồi. Con bot kia nó quật cho cái gần chết rồi chứ. Xuống chết con Nam bị tàn, phải rồi. Ông tự TD đi nhá, ông tự TD nhá. Rồi, tôi ok. TD không kịp. Ok, hết mẹ máu rồi. Chính chuyển mua đâu nhỉ? Cái gì? Chính chuyển. Ủa, làm gì có chiến chuyển đâu ta? Có, nhưng mà chiến chuyển đây là chiến trường. Chào idol. Nấu rồi. Có chiến chuyển là chiến trường thôi. Từ từ. À đây. À hơn tâm quân mấy cái phục hồi sinh vậy, cho vui. Ở chỗ nào, chỗ nào? Tâm quân cái phục hồi sinh. Vứt tôi ít. Mua đi, ông tự mua đi. Mẹ BK sao mua được? Đây, tổ đội. Em một em vào đội tôi. Rồi. Mua đi. Má, tôi quên chọn cách chế lắc rồi. Chỗ nào nhỉ? Vào phần tôi vừa F9 lại rồi. Chú Huyền à? Go, let's go. Đừng bút lên 5 nha, bút lên 5 mất đi hoàng á. Sút. Má. Vào luôn. Tôi đi vào đây. Tôi không chơi đâu, tôi vào đây. Kéo lại đâu. Thử ký là đó, chạy như một con súc liền. Ông nào cũng hỏi anh Linh hả? Đừng bút 5 nha. Ui, một ta thiếu quyền, sút ông ơi. Sút. Ôi, ôi, sút bị đánh nữa vậy. Ây, ôi dồi, một mình kết 3. Thằng kia hồi sinh kìa, ôi đau. Linh cái quyền thì đứng lại. Đúng đó. Thằng kia thương, đại tu. Đại tu, tại tu chết rồi. Ủa, ông đâu rồi? Đây, ngoài đây. Má phải cái mắm quyền. Ui, nó đấm mình. Chết bà mình này. Thằng Linh này chết kiểu hồi sinh không ơi. Má, ủa, nó bồng thế. Ủa, thay em cái. Nổ rồi. Chết bà mày này. Má, quay video nó còn đéo tha. Ơ, okay. Từ ơi. Muốn 5 năm, ở muốn 5 năm nó mất yêu cổ, đừng muốn 5 năm. Đừng quên ừ. Chết mẹ tôi rồi. Tôi zip rồi. Má. Tôi zip rồi. Em chín cái, làm gì căng. Ủa, đừng. Chạy bằng. Ôi. Con Linh này. Má lùn chưa lấy với nặng. Bố trâu lắm mấy con ạ. À, nội thương gì mà kinh vậy. Đúng hỏng, nhảy hỏng hết đồ. Ngoại thương thì mua cái gì nào? Mua bình đỏ. Sút rồi vào thôi ông ơi. Tôi nghĩ là sút rồi vào luôn. Rồi, yêu hoàng. Đừng 5 năm nha ông, 5 năm là mất đi hoàng á. Rồi. Thằng đi thì vào kìa. Ra này tu chết con thằng video cung. Tịch mệnh mày luôn. Ôi đau. Ui nó trâu thế. Lại tu đó. Lại tu đó ông ơi. Lại tu đó.
Trời ơi, đúng bây giờ có thiếu trượng nào giờ nó phá gì. Đồng à, lắm. con này bị đàn cho tao ngủ rồi. Đồng vãi nồi. Đồng quá. Ra gặp bây giờ để đầu bây giờ đá ra, xuống ra, xuống ra, để vào nhá. Ra xuống ra. Xuống xuống này, một này. Đấy, một con đứt rồi. Để vào, để vào ông ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi sai vậy? Vào rồi. Đi sai vậy khó vào lắm á. Vào bất diệt lại cái, bất diệt xen lại cái đi ra luôn. Ừ. Ra luôn. Ra xuống cứ chạy, ra xuống chạy vào, ra xuống chạy vào. Mắng loạn. Mạnh mạnh cho mày. Xuống. Ôi sao ông đi sâu vậy? Loạn. Thôi đi rồi, tao vào. Đừng đi sâu quá, để đứng đầu cửa thôi. Ông đi sâu quá, một mình cũng không chọi được tụi nó đâu. Không phải, nấy à, nó tự đi thẳng ra đấy luôn đấy hả? Ừ. Ông lick một cái thôi, ông lick một chuột một cái thôi. Ừ. Lúc ông ra thành ông lick một cái thôi, đừng lick nhiều quá lick. Tôi ra ngoài tôi sút xong hai vạc rồi. Ui, tôi sút chết ba thằng, ô, tôi bảo đấy. Cắn vậy rồi. Ui, vào. Thôi mẹ ra cái mất con điều hoàng luôn đã sợ thật. Bé làm chim được. Bóc hơi. Mày cá bỏng mấy cái thằng đường môn nó đặt bẫy ở đấy rồi mình ra cái mình dính ăn ba cái bẫy là mất luôn. Sao. Ok, 1 2 3 sút này. Nghe bị đạn. Dồn đam nó. Sao nó chết. Đừng sao nghe bị đạn. Ô, thằng bên này có thiếu quyền. Đi vào. Trời đồ mất thiếu quyền đá như gái hứa vậy. Mình chưa bơm máu đấy. Mà cứ vào bất diệt rồi anh em mình chạy ra tiếp. Từ từ, bút cổ nhá. Ừ. Nếu có mana để bút nhiều chứ. Sao chưa. Ra rồi, tao đang đợi được. Đúng rồi, bốn. Bên mình có đúng bốn thằng thiếu quyết. Chạy ra vào. Tin được. Ra rồi. Còn cho nó, nghĩa là cùng đồng loạt sút là nó dồn máu đéo kịp á. Ừ, đợi tí. Ô, team 3 mình ra rồi, Yêu hóa. Bây giờ tôi đang tu định mệnh mày luôn rồi, tôi lại tu chết thằng rồi, tôi vào mất. Lấy là tôi thề, tôi chia mất bình máu rồi luôn đấy. Nó ra nó đánh tôi như kiểu gãy ngứa rồi. Đúng. Hình như lắc bất diệt hay sao á. Lắc bất diệt. Ra một lúc này ông ơi. Ông đâu rồi, tôi yêu hoàng cho cái này chạy ra này. Về thành phố rồi. Đợi anh em chúng ta cùng ra. Đúng. Con này quá đông, nó quá nguy hiểm. Nãy yêu hoàng được 5 phút mà. Không, yêu hoàng có 30 mấy giây thôi. À, con có 1 phút thôi. Sao yêu hoàng rồi? Xác định cầm yêu hoàng nó hơn mấy thành thôi à. À, nó sống yêu cổ. Yêu hoàng được. Ô, yêu hoàng có được 8 lần nữa này. Sao. Nói đêm. Thôi để tôi đợi ông vậy. Nói đêm. Ông dùng ngay mấy kiếm ông sen đấy chứ tôi dùng ngay mấy kiếm ông sen ông cái là tôi cái mẹ gần 30 giây tôi mới sen này được cho ông ấy. Rồi ok. Đi đâu. Yêu hoàng đi. À yêu cổ. Yêu kia cho nó nhiều giây. Phải nhập trước. Cũng 8 lần trạng thái phụ mà nó chẳng khác gì. Đúng rồi, khác gì nhau. Ok chưa? Mình tìm. Bất diệt đã. Ok, bất diệt. Ồ, bất diệt tôi bút rồi mà. Chưa dính. Ồ. Gặp mấy phái nào châu châu lại tu luôn không ạ? Ừ. Sút gãi nè. Gái quyền. Sút. Ui, thì mẹ mới ra cái mất đeo cổ luôn à. Trưởng. Sút. Trời ơi, tôi sút chết 3 thằng, 4 thằng. Tôi sút gần 12 vạc luôn đâu ạ. Vãi trưởng thật. À, cái video. Video 10 phút đã 1,5 kia. Đủ. Ủa, ông đã làm đấy hả? Ừ. Toàn chết lên toàn. Kiểu BK22 hay 33 rồi nó vui. Ừ. BK đông quá rồi bắt đầu nó loạn rồi. Cảm ơn nào. Xe đâu rồi đấy. Rồi ok. Mà đợi ổn lại. Yêu cổ chứ. Yêu cổ số.
mana để cứu cổ lên. Quá nhiều trạng thái phụ. Let's go baby. Yo. Ôi bê 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 tê. Tí mình xong lên đúng rồi. Chặn thằng kia lại. Ui suốt như đánh ngứa vậy. Vào. Chùa tí. Ôi đồng. Ừ thì cái này thiếu quyền chỉ có đại thụ rồi. Đánh đá đấm nó chả xì ấy. Đi chơi chưa? Yo, tôi ra đấy ạ. Khai bỏng kìa. Chụp đầu lại. Này, rút ông ơi. Ông đi xa quá rồi. Chạy. Ui, còn lại bu còn đông thế. Chẳng thấy phụ không à. Toàn chẳng thấy phụ không. Ui. Kiểu tim ra một lần đấy không chứ mẹ ra lẻ lẻ đéo lại tụi nó ra rồi kìa. Tim ra rồi kìa. Đi let's go. Đi mẹ để tôi đại thu con nghe bị đạn. Đi ông ơi. Chứ xong nghe bị đạn rồi. Anh em lên đánh xa ra. Đi mình đạn kia. Bắt đại thu cái bổng. Hay lắm. Nó hồi sinh á. Thằng thiếu quên gạt đại thu đó. Ui trời ơi. Chơi kiểu toàn đại thu ạ. Đừng đánh con cái bỏng làm tiếu ơi, nó cứ chơi kiểu phù hồi sinh cho vui mà. Đúng lên. Dưới này có con đang nó đang quẩy này. Ừ, đại thú. Đéo chết. Bắn nồi. Tôi vào yêu hoàng lại cái. Ui trời, hết mẹ nó xem. Ui đông lắm, ui ngoài kia đông lắm. Bọn nó đông vẫn thôi. Mình có yêu cổ mình đỡ bị đại tu. Ui nó chạm địch mạnh nhà nó. Thằng cỏ hó thêm chuyện cơ hội với đại. Ôi đúng là tôi BK mà tôi không hỏng một đồ bền nào của đồ luôn á. Là sao ta? Chắc thằng lát lít kiểu. Ui nó trừ thẳng đồ bền đằng sau luôn á. Đéo tin được. Còn chip giống mà đúng lắm. Ông cũng nói ông bị pha thằng kia đích đam không? À không. Cơ hội bên lồn. Không. Từ, tôi yêu cổ lại một loạt đấy. Không thay đổi được đồ. Ủa sao mình không có yêu cổ ta? Đi chưa? Đi qua. Đợi tí. Đúng không? Nga bị đạn về thành cưng. Chạy lên tim mình đang chết đúng rồi. Đừng đánh cái bổng nó cho nó. Đừng đánh cái bổng. Lên chết bắt con đường 1 với tôi này. Ok. Tịnh mệnh mày. Đừng đứng thần cái bổng không ơi. Đáng chết đấy. Trời mệnh mày trâu. Mẹ mày đứng. Lên nghe bị đạn nó phá ấy. Thiếu quyền để thôi. Ủa sao lại tù đéo có một ca máu vậy. À nó cũng có yêu cổ. Bà mẹ nó. Đấy chứ lên nó có một thằng áo đỏ làm gì đâu á. Tôi thấy anh em mình tổ đội đi nhìn nhau cho dễ. Tôi về rồi. Ok. Ok. Đúng không? Từ, tôi xác định con ngay bị đàn nó ở đâu cơ. Lên phía trên, lên phía trên. Chết mẹ lại rồi. À, thì con kia. Ông đâu?
thiếu lầm chữ. Má sùng đéo đại kim. Lên, chạy lên. Ôi, vâng, thiếu quyền nó bắt. Trên này đánh nhau không ơi. Ủa, anh thay em. Thiếu lúc quyền toàn đại tư một ô nhau không à? Tiếp tin được không? Tiếp xúc. Ồ, lắc thủ khí. Nghe mình đã. Cái nhẹ làm gì căng. Chết luôn ở đâu mà. Ra chưa? Úi rồi mẹ ra mẹ. Ok. Ôi nó đem một cổ sư ra kìa. Chờ. Con này tôi giết con này bị đàn rồi. Đấy tôi chết nghe bị đàn tôi chạy. Loạn xì ngầu luôn á. Yêu cổ. Rồi tôi yêu cổ luôn cho thằng Hoài Nam này. Bên dưới này có tên bên ca xanh không? Không. Ra. Ok. Đi. Má nghe bị đàn kia. Bạn đại tung đó. Ôi tôi bị lắc đại tu à? Luôn. Nó đông quá. Ra chưa. Đây. Ôi sao không ấy được. Rồi. Xác định con nghe bị đàn cái. Ô con nghe bị loạn. Con nghe bị loạn. Ui sao không? Hay thế nhỉ? Đi anh em đi chung. Tổ đội. Nếu mà đỏ ra suốt cái chạy nha, Dưới. Ui, tôi lại tù lắm. Sao cũng không nhồi máu. Quên. Đâu, ok. Sút. Aaaa, đá ra đây không, muốn đi đâu. Con nghe bị đàn kìa. Lên. Rồi tôi đang chạy. Lên là phía trên. Ra ngoài xa tổ khí. Ui, nát lát phải cân nổi à? Tích mệnh mày luôn. Man, đuổi theo mình. Ui, nó bắn nhau. Tôi chạy vào trong rồi, tôi sống rồi. Mình, tôi lắp gần thằng dơ cung này. Thế là tôi chưa có yêu cổ. Mà lag thế. Server không ổn định lắm. Bị kè đéo được chứ. Ô mà, nó F9 luôn vãi nổi. Để chơi bật thế. Bọn ông đang ở trên à? Ừ, tôi đang ở trên này. Đang phần thằng dương cung. Nó bật F9 rồi, tăng máu. Chạy hộ. Lạc thế. Không còn chết đâu. Còn. Đấm nó. Cá điệp nó ghi bội. Team anh em mình chạy xuống. Đấy. Buồn lắm. Có tôi đại tư nó trừ 99 này rồi đấy. Chúng ghi bội được. Nói mình giết 3 thằng rồi. Tiếp tục chiến công. Thì cái thằng áo đỏ kìa, có thằng màu đỏ kìa. Xút nó. Hai thằng màu đỏ. Đại tu nó, đại tu riêng con em mình kiếm đại tu. Con đàn đại tu đó đúng rồi. Ui đúng rồi. 4 thằng thiếu quyền ạ. Thiếu chưa kìa, để mày cho đứng im. Đấm hàn á. Mày sao mày. Đúng một dàn hấp diêm. Đây bên này. Thằng này nữa quên. Để đang lấy. Đổ sát rồi. Đâu đâu. Kìa nó chạy vào. Ơi em 12. Tích mày luôn. Nhồi máu cơ tim. Ủa thằng này nhồi máu cơ tim ghê quá. Hết tức rồi đánh rồi. Ba.
Trời tao kêu nó nhồi máu con tim tao lại tu lên 15k 15k luôn sao. Để xíu. Tôi vào máu đỏ, nó có máu đỏ nó lại lên, máu đỏ lại lên. Tôi vào bút máu cả. Ông có sống à? Không, tôi sống anh. Mắc cười tao kia đâu, đại tu nó 15k máu đỏ nó lại kiểu giật máu lên, nó bơm hai bình giật máu lên nhanh mất. Rồi. Ra chưa, ra chưa, ra chưa. Ok, vô. Nó phải đông rồi mới ăn được tụi nó. Cái đó, đó. Chấp đỏ, chấp đỏ. Đấm nó, đừng cho chạy. Đúng rồi. Hay quá. Cần đấm rồi. Ngay đó, để tôi đấm nó. À. Ma cung à, cái gì gì ngựa. Cái kia. Chấp chưa, để tôi đấm nó. Đi. Mày, ui ô, nhồi máu cơ tim không kịp. Cho mày lên quận. Đâu. Đây, áo vàng. Áo vàng. Ôi trời. Nguy hiểm, quá nguy hiểm đến từ vị trí của rùa nữa. Nó đại tu nhỏ lên 15k máu lên chứ sợ thật. Ô, hình như bản này combo ba tay được không ạ? Nó ra. Mày ra đây, tao lại thu thích mày em mày luôn. Đã rút xuống. Thằng nào uống thằng nó ít đam ghê. thằng kia mất tiền là tao vào đây. Cái nó ít đam tao mất đây yếu cổ. Ủa lắc thế nhỉ. Nó vẫn cố đá không lại kìa. Mất cha nó cả mẹ nhà. Đợi tí. Bà mẹ cái thằng cổ sư kia rõ ràng thấy nó BK3 mà B1. Chết bẩn. Ui nhiều màu đỏ quá ông ơi. Đây thiết màu đỏ chứ, thiết màu đỏ chứ. Mày chạy hộ bố mày cái thằng này nữa. Ui thằng này nữa. Thằng cái quyền đang đuổi này. Ui trên này 3-4 thằng lận. Đông quá. Đi. Thiếu quyền trước. Đi. Ok đi. Ố, lắc cái gì vậy? Lắc gì quá. Chạy hộ mày. Nó đâu rồi? Biết, đợi tí. Ok, nó đâu rồi? Bọn này sắp kiến kìa vậy? Đây. Mày này. Tu lắm ơi, tu thằng này. Mày này. Bên đây. Mày. Ôi giời, máu con tin thằng em chết. Huyền thoại thiếu lúc quyền nó nhồi máu ghê quá. Rồi đấm đi, đừng đấm cho nó đi vậy. Rồi chết nó nhỏ. Lại gần rồi. Ông chết à? Tôi đại thủ ngài bị đàn không chết nổi. Đại thủ. Ấy, rồi chết được con rồi, tôi vào đây. Hết tiêu cổ rồi. Con ngài bị đàn nó quẩy ngoài nó ghê quá. Từ, tôi chế nó cái bánh ngô kìa. Ném nó cho nó thêm quyền 10 cái kìa. Ok, ra chưa ông ơi? Đây. Có yêu cổ chưa? Có rồi. Chưa. Let's go. Ơ, nghe mi đạt. Chạy đấy. Tụ nó. Chạy vào ông ơi. Thập tiên máy phục ơi. Nó mất yêu cổ ơi. Con nghe mi đạt sợ rồi chạy đấy. Chỉ ra mi đạt chạy sách dép chạy luôn. Tôi vẫn còn yêu cổ. Đau bụng con nghe mi đạt nữa chứ. Con kia đàn sợ nó mới chạy. Nó thằng kia định nhặt cái bánh ngô của mình. Đi, đợi xem. Nó thằng kia là đứng kia làm đéo gì. Giờ tới yêu cổ cho mấy cái này kìa. Nó chưa ra. Ok, ra.
Đi. Ôi nó tự chạy ạ. Ô ngoài này, ngoài này. Có ngay bị đạn, nó bị đánh. Nếu mà ngay bị đạn trước. Nga bị đạn, nga bị đạn. Kìa team bạn, team nó đang ở đầu cửa kìa ông ơi. Ồ team mình nghe bị đạn rồi, Sao cái tập đại tu một lô mày. Tập đại tu một lô mày. Nó mất điều cổ ông ơi. Con khi con thi nó quẩy mấy phát mất điều cổ luôn này. Đến chịu khó. Lên lên bắt con cổ sư, trên này này. Ừ. Nhưng mà tôi mất điều cổ thôi, về đây. Anh em ở lại nhé. Nó làm sao bị gái không kia của nó. Anh em ở lại nhé. Mà thiếu quyền toàn đại tu một ô ở sút vác xì đèo. Bọn nghe bị đàn chuẩn bị ra, đúng không ạ? Nhán này. Không có chơi hết cả hệ nhán. Lắc à? Má, nó bảo kêu nghe bị đàn tốt không? Sút ông ơi! Sút ông ơi! Má, tôi còn chưa kịp làm gì. Sút ông ơi! Sút ông ơi! Đồ bắt tôi nhồi hai bình máu trước khi sút rồi. Sống. Rồi. Hồi ra rồi đấy. Ui, team mình đang đổ qua vùng vây. Cố lên! Cố lên! Ui, tôi sút chết thằng thiếu quyền rồi. Bà mình đi. Còn thiếu quyền không ơi? Má chào con ngang bị đàn. Lên trên. Lên trên. Tôi mất điều cổ rồi, tôi vào cái. Ông cứ sinh tồn trên đó nhỉ. Mấy bố con thiếu lưu quyền này cứ kêu yêu cổ xong mấy bố 55 à. Không tin được. Một thằng đại tu chết. Chết xa xa không thiếu triệu nó chuẩn bị chạm á. Má nó bật cả chân phái nhờ. Này mày rảnh quá, mày vào đây làm gì biết. Nó bị loạn mày cái luôn. Tôi lại tu chết 5 thằng rồi đó. Đây rồi đây. Màu đỏ đang bị hiếp. Hay. À, nó đi. Nó tính chạy. Cho nó chạy. Đấm nó, đừng cho chạy ơi, rồi kia đấm nó, đâu, để nó chạy, đéo kim rồi. Nó chạy trá rồi. Mình đấm cho nó kim rồi. Ừ. Để tôi. Con chó này. Đù, tôi chết hai thằng. Chó này. Đó, đéo gì được, giải tù cho nhanh. Thằng tiếng trượng mày rảnh háng mà có tác dụng đéo gì đâu mà. Để tôi, ông thằng riêng này để tôi. Phải đấm trừ nội xong nhỏ khóc luôn mà. Quá. Chuyện nguy hiểm đấy. Để tôi đấm ạ. Đừng cho chạy vào. Ok. Cứ vậy nhãn nhé. Đi. Thằng cái bỏ mới bỏ đi. Ừ. À, nó có yêu cổ rồi. Ơ, nghe mày đang. Loạn rồi. Mã luôn. Đại tu kìa nhé. Kéo có hồ sư này. Chó đẻ.
đỏ dưới. Mày tu nó. Đấy, tu chết rồi. Đu lên, đu lên đi ông ơi, thì phải nghe bị đàn hay sao á. Thằng này đâu á. Lên dĩa. Đúng, sức mạnh của lên dĩa. Ê, tao mất điểm cổ ông ơi. Tôi lui về quá. Lát thế. Ê, mấy thằng thiếu quyền để chạy ra kìa. Bên xanh này chiếm rồi. Thằng này choáng thì chạy đâu. Choáng. Nó trâu vậy. Trông như con đẻ đủ 5 thiếu quầy suốt rồi, vẫn như kiểu gái ngứa thôi. Xong rồi. Ok. Có ngay bị đạn. Để tôi. Đinh mày. Nó nhảy máu cơ tim ông ơi, Đéo chơi, tao mất cổ rồi. Mất hai cổ rồi, mình chạy vào. Xong. Lên trên dụ thằng ấy lên trên, dụ như cung lên trên, anh em đại cung chết dưới cung. Mất yêu cổ rồi, bút đang nằm mình đá vậy. Nè, tao xuống này. Ông đâu rồi? Ủa sao chạy sai vậy? Ủa sao trên này có mấy thằng đánh nhau nữa à? Ui, thằng không chết. Ôi, zip à. Má chưa. Thiếu lắm quyền à. Bảo TD thôi. Ôi, lắc thế. Trên server lắc quá. Đông người mà. Ta lẻ chết luôn sống ngoài đây à? Ừ. Ui, bọn chiến thương đông thế. Cái vô thương trượng. Tao lắp một tí rồi. F9 đi ông, ơ đồ xong F9. Ủa bắn chó. Ông đâu rồi? Má hết bút, hết sạch rồi. Giờ đéo còn gì để vào chơi với nó cả. Lát mẹ giúp. Trời ơi, bọn nó toàn chân phái vậy. Trời ơi, mất yêu
đồ cổ rồi, đéo chơi. Ha, cứ ra cái bay con đều cổ luôn. Ồ, nó đuổi. Ra một lúc kêu, từ từ kêu, kêu bọn nó ra một lúc rồi. Một mình nhớ làm cái gì đó. Ôi, còn một tác nữa thì còn... Bọn nó ra rồi, đôi bọn tôi ra rồi này. Một bích đoàn đấy.